Dạ em Thắng Phạm xin chào các anh đang xem video ạ. Hôm nay em lên video này giới thiệu với các anh xem các mẫu máy xài pin M12 là 12V đó các anh. Đó, mẫu máy xài pin nhỏ gọn của hãng Milwaukee. Đó, cái này xài gia đình hoặc là các anh thợ rồi xài công việc nhẹ rồi ha, là chơi những cái máy phoan bắn vít này là ok nha các anh. Đó. Đây thì có mấy mẫu máy phoan dòng giá rẻ 1 triệu mấy và 1 triệu 1 và 1 triệu 7 và 2 triệu mấy. Đó, em giới thiệu các mẫu này các anh xem và tham khảo, có nhu cầu mua máy alo anh em các anh. Có số điện thoại ngay trên màn hình, số này là số điện thoại với có Zalo, các anh hãy kết bạn Zalo với em ha. Có gì em tư vấn qua Zalo cho các anh nha. Rồi ok. Ở đây thì cái phoan này á là các anh muốn tầm trung đâu nè, là cây này là ok các anh. Đây là cây máy phoan đầu kẹp bằng thép Autolock 13mm, có đèn chiếu sáng và đèn báo pin đây luôn đó. Rồi cây này là động cơ motor không chổi than, có mã là Casno 2504-20, có số seri ở đây. Cây này thì là made in Mexico nha các anh. Đó, thì có chứng nhận CULOS là hàng nhập Mỹ, sản xuất ở Mexico. Này xài pin M12 Red Rhythm XC 4.0. Cây này thì có mức giá khoảng 1 triệu 7 nha các anh. Cây những cây Mexico nè, cây này là sản xuất Mexico nè, còn cây bắn vít này nè là sản xuất Mexico nha. Đó, vậy có hai mẫu này là sản xuất Mexico thôi. Cây máy này có lực mạnh là cỡ 38 newton. Có 3 chức năng có búa để phân tường phan bê tông, có ký hiệu cây búa nè các anh, phan gỗ, phan sắt nè, rồi bắn vít nè, số 1 và số 2. Cái này giá cỡ 1 triệu 7 thôi, giá rất là ok luôn á. Đó. Cái này ha. Đó, đây. Rồi đó là cây phan, rồi đây là cây bắn vít nha các anh. Đó, bắn vít thì xài pin gọn ha. Đây, tùy theo mình xài pin 2 chấm hoặc là 4 chấm rồi được ok luôn. Đó. Cây này nó có tên là Casno 2553-20, có số seri ở đây. Nó là được sản xuất made in Mexico luôn, có chứng nhận CULOS là hàng Mỹ. Đó, cái chỗ gắn mũi vít ha. Rồi có 4 cấp độ điều chỉnh, 1, 2, 3, và thứ tư là chế độ bắn vít tự động, động cơ motor không chổi than, có đèn chiếu sáng và đèn báo pin luôn. Đó, cây này giá cũng cỡ 1 triệu 7 nha các. Đó, giá 1 triệu 7 ha. Máy chạy rất là im. Rồi đây cây bắn vít này giá 1 triệu 1 nè, 1 triệu 1 mà được máy với pin luôn, một cục pin và một cây máy bắn vít. Đây là nó có tên là Casno 2462-20, có chứng nhận CULOS, mà cây này thì made in Việt Nam xuất Mỹ. Đó, có đèn chiếu sáng, đèn báo pin, động cơ motor có than, mẫu này bắn vít gọn nhẹ rồi là chơi cây này ok lắm. 1 triệu 1. Đó, các anh xem chi tiết ha. Rồi, đó là cây vít rồi cây phoan. Để em lấy cây phoan ha. Này, này lấy cây phoan ở đây. Đó. Đây, cây phoan này cũng 1 triệu 1 luôn nha các anh. Đó, nếu mà máy pin sạc thì cỡ 1 triệu rưỡi. Rồi, có chứng nhận CULOS, made in Việt Nam xuất Mỹ là hàng Mỹ ha. Có chứng nhận UL, có mã là Casno 2407-20. Cái phoan này là có hai chức năng, phoan bắn vít ha, vừa phoan vừa bắn vít, có thể phân tường, phân gỗ rồi. Đầu kẹp Autolock 10mm, đầu kẹp 10. Đó, mẫu này giá 1 triệu 1 rồi các anh. Đó, chạy ok lắm. Đó, đây, máy 1 triệu 1 này, rồi 1 triệu 7 nè. Còn cây máy bắn vít này là mẫu mới nè. Mẫu này thì cỡ 2 triệu 3. Đó. Đây là cây bắn vít ha, mẫu đời mới, mẫu Gen 3 nha các anh, mẫu sản xuất năm 2022, có đèn chiếu sáng, 3 bóng đèn chiếu sáng luôn, mẫu đời mới là 3 bóng đèn chiếu sáng nha. Đó, máy chim bắn vít có đèn báo pin ở đây, cò bóp rất là nhẹ các anh, rất là nhẹ. Logo Milwaukee, nhìn mẫu này nhìn cơ bắp lắm nha các anh, cơ bắp hơn mấy mẫu kia ha. Ở phía sau thì động cơ motor không chổi than, brushless. Hàng nhập Mỹ, có chứng nhận CULOS. Cây này thì made in China xuất Mỹ, có mã là Casno 3453-20. Cây này lực mạnh là 170 newton,
4 cấp độ điều chỉnh bắn vít ha. Đó. Rồi xài pin 12V 2.0. Cái này rất là ok nha các. Cây này mẫu mới, bắn vít mạnh lắm á. Đó, đó là cây bắn vít ha. Rồi, đây thì cây fan thì cũng mẫu mới luôn nè. Cái fan này 3 chức năng, có búa để phân tường fan bê tông và fan gỗ fan sắt và chức năng bắn vít, có đèn chiếu sáng và đèn báo pin. Đó, động cơ motor không chổi than. Cái này thì có tên là Casno 3404-20, sản xuất Made in China, xuất Mỹ, có chứng nhận UL/US ha. Đó, cái này xài pin M12 Red Lithium XC4.0. Đầu kẹp bằng thép Autolock 13mm. Máy này gọn lắm các anh. Cầm cân nặng đâu đó cỡ 1,2 kg. Mà cây này thì chiều dài tổng thể luôn là cỡ 15cm. Cây này cũng giá 2,3 triệu nha các anh. Giá 2,3 triệu một cây ha. Mấy mẫu này thì giá 1,7 triệu. 1,7 triệu nè. Rồi đây thì lên đây thì em có cục pin. Đây là cục pin nguyên rỉ mới 100% nha các anh. Đây là pin hàng Mỹ M12 Red Lithium CB2.0. Cục này giá cỡ 550 nha các anh. 550 một cục pin đầy ra. Rồi còn đây là cũng pin mới luôn, pin tắt trong combo ga M12 Red Lithium XC4.0. Đây là pin 4 chấm nè, nó có cái đế vuông để máy lên là đứng ok giống như vậy ha. Cục pin 4 chấm này thì giá 950. Còn cục pin gời ở ngoài là 2 chấm nè, trong dĩ thì 550, gời ở ngoài 2 chấm thì cỡ 500. Rồi cục pin 1.5 thì là 300.000. Đó. Rồi này băng vít 4 chấm nè, băng vít xài 4 chấm nè các anh. Đó. Xài cũng lâu hết pin lắm á. Cái này thì lực mạnh là cỡ 146 N. Cái này là có tên là 2553-20, sản xuất Mexico. Đó. Rồi đây cũng cây phan mà xài 4 chấm luôn nè. Đó, ok ha. Ở đây thì có cây cưa kiếm. Đó, cây cưa kiếm xài pin M12 4.0. Có đèn báo pin ở đây và động cơ motor không chổi than. Cái này thì cưa kiếm có đèn chiếu sáng nha. Cưa kiếm nhỏ gọn ghê luôn nè. Cái này cưa kiếm này giá 2,4 triệu. 2,4 triệu một cây. Nó là hàng Mỹ, có mã là Casno 2520-20, chứng nhận CULOS, sản xuất Made in China. Đó. Cái này cưa kiếm ha. Đó, mẫu nhỏ gọn luôn. Còn đây thì cái máy bắn bu lông. Đó, đây là cây máy bắn bu lông, có 3-4 đèn chiếu sáng nè, 4 đèn báo pin và đèn chiếu sáng đầu vuông 1/2, lực mạnh là 339 N. Đó, cây này thì có chứng nhận CULOS Made in China, mã của nó là Casno 2555-20, 4 cấp độ điều chỉnh bắn lực ha, động cơ motor không than. Cây này là bắn bu lông nhỏ gọn nhất luôn, xài pin M12 6.0 rồi bắn lâu hết pin luôn á. Đó, cây này thì giá cỡ 3,8 triệu nha các anh. 3,8 triệu một cây ha. Đó, các anh xem mà tham khảo. Rồi, đây thì em có cục pin M18 2.0A. Cục pin này giá cỡ 650 nha các anh. 650 một cục, hàng mới 100% và bảo hành 1 năm luôn. Đó, các anh xem video và tham khảo ha. Các mẫu máy, có nhu cầu mua máy thì alo anh em ha. Đây thì có cây bắn vít. Đây hàng lướt nè các anh. Đây, hàng lướt này 2,7 triệu nha. Mẫu mới bắn vít M18, mã là Casno 2953-20, có chứng nhận CULOS,